Một số nước phương Tây đang kêu gọi Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, một số nước khác lại cho rằng thời điểm đàm phán hòa bình về Ukraine vẫn chưa tới. Vậy sự mâu thuẫn này đến từ đâu? Nó chịu ảnh hưởng từ những quốc gia nào? Và ai được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột hiện tại? Những kẻ ngốc hữu ích ở phương Tây, đó là cách người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak gọi các chính trị gia phương Tây, những người hết lần này đến lần khác kêu gọi Kiev đàm phán hòa bình với Moscow. Ông Yermak phẫn nộ cho rằng Ukraine được kêu gọi đàm phán với Nga nhân danh hòa bình và nhân loại, nhưng không phải vì lợi ích của Ukraine. Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định, tôi không biết phải thảo luận điều gì. Ông Putin muốn một thế giới tương xứng với tầm nhìn của ông ấy về mọi lĩnh vực, nhưng tầm nhìn của chúng tôi lại hoàn toàn khác. Trong số những kẻ ngốc hữu ích mà giới chức Ukraine nhắc đến là những người khá đáng kính như Giáo hoàng Francis và thậm chí cả Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Theo nhà lãnh đạo Đức, thời điểm đàm phán giữa Ukraine và Nga đã chín muồi từ lâu, và sau khi cuộc đàm phán này thành công thì đến một lúc nào đó sẽ có sự khôi phục quan hệ Nga và châu Âu. Và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không chỉ nói về một thỏa thuận hòa bình mà thậm chí còn nhấn mạnh một số điểm. Điều đáng nói, nhà lãnh đạo Pháp cam kết với Nga đảm bảo về an ninh. Logic của Macron, Scholz hay nhà ngoại giao Kissinger và các đại diện khác của phương Tây là điều hiển nhiên. Họ hoặc hiểu rõ những thiệt hại nặng nề mà an ninh phương Tây phải hứng chịu trong cuộc xung đột chống lại Nga, hoặc họ cảm thấy những điều này gây tổn hại cho chính đất nước của họ, đặc biệt là cho nền kinh tế. Tại các quốc gia thành viên EU giàu có, tình hình kinh tế xã hội trở nên tồi tệ hơn. Quá trình phi công nghiệp hóa đã bắt đầu và kho vũ khí quân sự đang cạn kiệt. Không thể giải quyết tất cả những vấn đề này nếu không bình thường hóa quan hệ với Nga, và sẽ không có bình thường hóa nếu không giải quyết xung đột ở Ukraine. Ban đầu, chính Thủ tướng Đức Olaf Scholz hy vọng buộc Moscow phải trả giá cho những hoạt động ở Ukraine thông qua các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, rõ ràng là cả ông Olaf Scholz và Macron đều không mong đợi rằng Nga không chỉ trụ vững trước các đòn trừng phạt của phương Tây mà còn giành chiến thắng trong cuộc chiến tiêu hao với phương Tây. Khi các doanh nghiệp ở châu Âu đóng cửa do giá xăng tăng cao, thì ở Nga, cư dân mạng quay video bật bếp ga và để lửa đỏ suốt ngày đêm nhằm chế giễu phương Tây. Khi các cuộc biểu tình lớn bắt đầu diễn ra ở phương Tây, thì ở Nga không xảy ra điều tương tự. Kết quả là vẫn là nước Đức, nhưng nay Berlin đã nhận ra rằng sẽ không thể đánh bại Nga, vì vậy đã đến lúc đàm phán. Một điều may mắn cho giới lãnh đạo Ukraine rằng không phải tất cả các nhà lãnh đạo phương Tây đều có quan điểm như trên. Không phải ai cũng đồng tình với lời tuyên bố của Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng thời gian đàm phán đã quá hạn từ lâu. Vẫn có những người cho rằng Ukraine và phương Tây có thể chiến thắng Nga, và một trong số đó là Mỹ. Jay Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, cho rằng thời điểm đàm phán hòa bình về Ukraine vẫn chưa đến. Theo ông, Mỹ hiện đang cố gắng cung cấp cho Ukraine vị trí tốt nhất có thể. Lời tuyên bố này dường như mâu thuẫn với một loạt tín hiệu mà Washington đã gửi đi trước đó. Ngoài ra, tuyên bố của Sullivan mâu thuẫn với thực tế trên chiến trường. Nếu chúng ta xem cuộc xung đột ở Ukraine là một con lắc, thì nó đã xoay tối đa về phía Ukraine, Mỹ, từ tháng 9 đến tháng 11, sau các sự kiện ở vùng Kharkov và Kherson. Vấn đề đối với phương Tây là mỗi tuần mới, con lắc lại dao động theo hướng có lợi cho Nga. Đầu tiên, quân đội được bổ sung với lệnh tổng động viên một phần. Thứ hai, năng lực mới của ngành công nghiệp Nga đang được đưa vào hoạt động. Thứ ba, kế hoạch phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đang được thực hiện với tốc độ chóng mặt. Theo đó, thời gian càng trôi đi, khả năng quân sự và uy thế tâm lý của Kiev sẽ càng suy yếu đi.
Vậy câu hỏi đặt ra là một vị trí đàm phán tốt nhất có thể mà Jay Sullivan đang nhắc đến là gì? Rõ ràng không có. Mỹ sẽ không tạo ra bất kỳ điều kiện thuận lợi nào cho Kiev. Họ chỉ muốn giữ những điều kiện tốt nhất cho riêng mình. Mỹ hiểu rằng chiến thắng của Nga là điều không thể tránh khỏi. Dường như Washington chỉ muốn duy trì tâm lý thoải mái cũng như kiếm lời được càng nhiều càng tốt trong cuộc xung đột này. Đồng thời, Washington hiểu rằng Moscow sẽ không từ bỏ và chấp nhận các điều kiện hòa bình mà phương Tây đưa ra, bao gồm cả tình trạng tranh chấp ở Crimea. Ngay cả các cuộc thăm dò dư luận của các công ty phương Tây cho thấy mức độ ủng hộ cao trong xã hội Nga dành cho chiến dịch quân sự đặc biệt, cũng như sự từ chối của người dân Nga trước những thỏa hiệp bất lợi cho đất nước. Đúng vậy, một bộ phận đáng kể người Nga ủng hộ hòa bình, nhưng hòa bình chỉ dành riêng cho các điều kiện của Nga, và vì vậy, người dân sẵn sàng chịu đựng các lệnh trừng phạt. Trên nền tảng đó, các chuyên gia cho rằng giới lãnh đạo Nga có thể thực hiện thành công một chiến dịch tiêu hao chống lại Ukraine. Mỹ đang cố gắng tận dụng tối đa cuộc xung đột đang diễn ra, đặc biệt để chuyển số lượng công ty và thu hút đầu tư từ châu Âu sang Mỹ bằng cách kích hoạt sự hỗn loạn ở thế giới cũ, cũng như làm trầm trọng thêm quan hệ Nga-châu Âu. Nói cách khác, Mỹ kiếm tiền từ cuộc xung đột với chi phí của châu Âu và Ukraine. Và ở đây, vị trí của chính quyền Tổng thống Joe Biden trùng khớp với lợi ích của Tổng thống Ukraine Zelensky, người không cần các thỏa thuận hòa bình. Do đó, Tổng thống Ukraine cũng giống như chính quyền Mỹ sẵn sàng chiến đấu ở Ukraine cho đến khi đất nước này bị đánh bại và tan rã hoàn toàn.